Nguyên tố này chúng ta sẽ nói đến nguyên tố chì, hiệu là Pb. Và từ này thì nó không khó và rất quen thuộc rồi. Chúng ta thấy mặt chữ là Ea nhưng phiên âm thành âm y hai chấm, và chúng ta đọc là ly. Chúng ta nhớ là có dấu hai chấm thì chúng ta cần phải kéo dài ra đối với những âm y như thế này. Họ ly, rồi mình bật thêm phụ âm d là ly chỉ, ly chỉ, ly chỉ. Đó. Nếu anh chị và các bạn nào chưa quen thì hãy cố gắng đọc thêm âm ở phía sau nữa để cho quen miệng để mình bật ạ. Lead, lead, lead. Sau khi quen miệng rồi cố gắng bỏ đi âm ở phía sau. Thế là chúng ta sẽ đọc được với phụ âm cuối như thế này. Chúng ta đọc là lead, lead, được không ạ? Xin chào và chúc anh chị và các bạn và các thầy cô sẽ tự tin đọc thoải mái từ này một cách tự do.